Tuần lễ nhân viên quý 3 năm 2014 đã và đang diễn ra trên tất cả các đơn vị thành viên của Linh Trung Tín Group. Tuần lễ nhân viên đã mang tới Linh Trung Tín Group một sức sống mới. Giữa bộn bề của công việc, mọi người có được khoảng thời gian quý báu để chăm sóc bản thân, giải trí và thư giãn cùng đồng nghiệp. Nhiều người lựa chọn những hoạt động làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, nhưng cũng có nhiều tập thể nhân cơ hội này đã tổ chức những hoạt động nhóm hết sức ý nghĩa. Do tính chất công việc đặc thù, khá bận rộn, bộ phận kinh doanh Hackaphone rất khó để tụ tập đông đủ mọi thành viên. Nhưng nhân dịp tuần lễ nhân viên, cả phòng đã cố gắng thu xếp công việc để tham gia vào hoạt động này. Mình là con gái cho nên là tuần lễ nhân viên này thì lại có rất nhiều chương trình quá hấp dẫn, ví dụ như là spa này, làm tóc này, cái gì mình cũng muốn thử, muốn được sử dụng cái quyền đấy. Nhưng mà sau cái hồi suy nghĩ và thảo luận với phòng kinh doanh thì mình thấy hoạt động karaoke là một cái hoạt động mà có thể gắn kết được tất cả các anh em trong phòng kinh doanh. Mình nghĩ là tuần lễ nhân viên này là một hoạt động rất là bổ ích mà công ty Linh Trung Tín dành cho tất cả các nhân viên. Tại vì là sau những ngày làm việc căng thẳng thì những hoạt động này sẽ giúp ích cho mọi người rất là nhiều, sẽ giúp mọi người thư giãn và có thể sau đó là hoàn thành công việc một cách tốt hơn. Thì khi mà mình nhận được cái thông tin về cái tuần lễ nhân viên thì mình rất là vui mừng, thực sự rất vui mừng vì là công ty thể hiện công ty rất là quan tâm đến là đời sống tinh thần. Mình rất là mong chờ và háo hức đến cái ngày tuần lễ nhân viên, là tất cả nhân viên trong công ty mình có thể đi chơi và hy vọng được giao lưu với những nhân viên của bạn khác. Không chỉ có bộ phận kinh doanh Hackaphone, kinh doanh Hackabay cũng chọn hoạt động hát karaoke để cả phòng có cơ hội trải nghiệm hoạt động giải trí cùng nhau. Họ đã có những giây phút chơi hết mình sau những giờ làm việc căng thẳng. Được tham gia cái hoạt động mà tập đoàn và các thành viên của em này, người ta làm ở các môi trường khác rồi, dường như là họ chưa bao giờ họ được cái từng trải cái cảm giác như thế, bản thân mình cũng thế thôi, nên là chưa công ty nào tổ chức nào mà đưa lại cái hoạt động mà nó mang tính là thiết thực và có tính phong trào như thế.